Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng tại hai miền Đông Nam. Ukraine nói Nga vừa tăng không kích ở miền Nam, vừa dồn hỏa lực tấn công thành phố Bakhmut ở miền Đông. Trong khi đó, Moscow nói tấn công gây thiệt hại cho 132 đơn vị tác chiến của đối phương. Theo hãng thông tấn Uniform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 12 tháng 11, quân Nga đã 63 lần không kích và 64 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các đơn vị Ukraine và các khu vực đông dân cư. Trong đêm 12 tháng 11, quân Nga tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa vào các đơn vị Ukraine, trong đó có 2 cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường KH-59 và 1 cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M. Lực lượng phòng không Kiev đã bắn hạ các tên lửa KH-59. Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng hai bên đã có 80 trận giao tranh khắp các chiến tuyến trong ngày qua. Các đợt tấn công gây nhiều thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo Uniform, trong ngày qua, không quân Ukraine đã 10 lần tấn công các đơn vị tập trung nhân lực, khí tài của đối phương. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Kiev bắn trúng 2 hệ thống pháo binh, 8 khu tập trung binh lực, 1 kho vũ khí và 2 hệ thống phòng không của quân Nga. Uniform dẫn lời tướng Oleksandr Tarevsky, chỉ huy quân đội Ukraine ở chiến trường miền Nam, cho biết, trong ngày 12 tháng 11, quân Nga tăng cường không kích các tỉnh miền Nam, trong đó có nhiều cuộc tấn công bằng bom, dẫn đường và máy bay không người lái UAV. Ông Tarnovsky cho biết, để đáp trả, quân Ukraine đã 1.067 lần khai hỏa các hệ thống pháo binh, loại khỏi vòng chiến 572 binh sĩ Nga, phá hủy 4 kho đạn dược và 32 phương tiện chiến đấu, trong đó có 14 xe bọc thép, 2 xe tăng, 3 hệ thống pháo binh, 7 UAV, 3 xe cơ giới cùng nhiều khí tài khác của đối phương. Tư lệnh lục quân Ukraine Đại tướng Oleksandr Zhirky cho biết, trong ngày 12 tháng 11, quân Nga dùng hỏa lực tấn công thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, nhằm giành lại các vị trí đã mất tại địa phương này, nhưng không thành công. Ông Zhirky nói, tại Bakhmut, quân Nga dùng hỏa lực pháo binh, súng cối tấn công các đơn vị Ukraine ở các khu vực định cư Khermov, Arika, Krivnica. Lực lượng phòng vệ Kiev để lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương, cố thủ các vị trí đã giành được và gây nhiều thiệt hại cho nhân lực, khí tài cho quân Nga. Ngoài ra, trong ngày 12 tháng 11, quân Nga còn pháo kích 120 khu định cư Ukraine tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk và Mykolaiv. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 12 tháng 11, các đơn vị Moscow đã dùng hỏa lực tấn công 132 đơn vị tác chiến khắp Ukraine. Theo đó, tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine, lực lượng Moscow dùng pháo binh súng phun lửa hạng nặng đẩy lùi hai đợt tấn công của quân Ukraine tại khu định cư Zagorujkovka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thiệt hại của quân Ukraine tại Kupiansk lên tới 40 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 2 hệ thống pháo M777, 2 khẩu pháo cơ giới Gavrika và 1 khẩu pháo D30. Một kho đạn dược của đối phương tại khu Starista cũng bị lực lượng Moscow ở Kupiansk phá hủy. Tỉnh Donetsk, chiến trường nóng nhất miền đông, quân Moscow dùng lực lượng. Tại tỉnh Donetsk, chiến trường nóng nhất miền đông, quân Moscow dùng cường kích ném bom Su-25 tấn công và quét sạch một cứ điểm của Ukraine tại thành phố Liman, đồng thời đẩy lùi 6 cuộc tấn công của đối phương tại khu vực phía nam Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, lực lượng Ukraine tại Donetsk đã mất 340 binh sĩ, 7 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 9 khẩu pháo giả chiến và 1 hệ thống tên lửa đa nòng. Tại tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine, quân Nga bố trí pháo binh, súng cối, súng phun lửa hạng nặng tấn công, gây thiệt hại cho đối phương tại khu định cư Rabotino. Các đơn vị Moscow tại Zaporizhia trong ngày qua đã loại khỏi vòng chiến binh 55 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo D-30 của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 12 tháng 11, lực lượng phòng không Moscow đã đánh chặn hai quả rocket được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ và bắn hạ 42 UAV của đối phương. Lực lượng không quân Nga còn phá hủy 5 máy bay chiến đấu hiện đại của đối phương, trong đó có cường kích ném bom Su-25 và máy bay chiến đấu Mi-8. Theo TASS, tính từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nổ ra, các đơn vị Moscow đã phá hủy nhiều khí tài quân sự của quân Ukraine, trong đó có 534 máy bay chiến đấu, 254 máy bay trực thăng và 8.871 UAV, 13.358 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.183 bệ phóng tên lửa đa nòng, 7.071 khẩu pháo và súng có các loại cùng nhiều loại khí tài quân sự khác.
Ngày 12 tháng 11, trả lời phỏng vấn tại Kiev, Ukraine, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine ông German Galashchenko cho biết nước này có đủ năng lượng dự trữ để vượt qua mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các đợt tấn công của quân Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung trên. Theo ông Galashchenko, trong tuần qua, Nga đã có 60 lần tấn công và gây hư hại cho các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể sẽ nhắm lại mục tiêu lưới điện Ukraine giống như mùa đông năm 2022. Ông Galashchenko nói, mùa đông năm ngoái, quân Nga đã dùng hàng ngàn UAV và tên lửa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến nhiều khu vực tại Ukraine mất điện trên diện rộng. Khả năng cao năm nay cũng không ngoại lệ. Ông Galashchenko còn nhận định rằng, quân Nga có thể sẽ tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine khi nhiệt độ bên ngoài bắt đầu giảm xuống mức 0 độ C. Theo hãng tin Reuters, dù đã sắp bước vào mùa đông, nhưng thời tiết tại Ukraine vẫn khá ấm áp. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C trong vài tuần nữa. Nếu Ukraine không có biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng, thì tình hình nhân đạo tại nước này sẽ gặp nhiều rủi ro.